chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và sau đây là nội dung chi tiết của kênh mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi lệ quyên khoe lưng trần nuột nà tự nhận không ăn ảnh rất vóc của lệ quyên trong mỗi lần xuất hiện luôn khiến nhân tình trầm trồ và hết lời khen ngợi không ngừng trong việc đổi mới, thay đổi hình ảnh, Lệ Quyên luôn khiến người hâm mộ bất ngờ với phong cách thời trang đa dạng, thăng hạng vượt bậc trong mỗi lần xuất hiện. Mới đây, giọng ca giấc mơ có thật tiếp tục chiêu đãi người hâm mộ với tạo hình mang hơi hướng cổ điển nhưng không kém phần quyến rũ. Lệ Quyên khéo léo chọn chiếc váy cổ yếm dài đến kim sa lấp lánh kết hợp cùng kiểu tóc búi cao. Đặc biệt, thiết kế này còn giúp nữ ca sĩ khoe trọn lưng trần nụt nà, trắng hồng không chút khuyết điểm. Lệ Quyên tung loạt ảnh khoe khéo lưng trần nụt nà, quyến rũ. Chỉ sau ít phút lên sóng, loạt hình này đã nhanh chóng gây chú ý và nhận về lượng tương tác lớn. Người hâm mộ còn dành tặng nhiều lời khen ngợi cho sắc vóc chuẩn chỉnh của Lệ Quyên, dù cô đã ngót nghét độ tuổi 42. Một netizen còn khẳng định lệ quyên ở ngoài đời còn đẹp hơn hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội. Phong cách đậm chất cổ điển nhưng không kém phần quyến rũ của lệ quyên được công chúng hết lời khen ngợi. Nữ ca sĩ đã nhanh chóng có động thái gây chú ý. Bên cạnh việc thừa nhận bản thân không ăn ảnh, lệ quyên còn tỏ ra khá thích thú với lời khen có cánh này. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết, Hi, hi chị không ăn hình ý, nhưng chị thích khen bên ngoài đẹp hơn. Cảm ơn em. Lệ Quyên bất ngờ nhận bản thân không ăn ảnh. Ngoài sự việc thăng hoa, sức hút luôn bền bỉ và ít khi sa sút phong độ, chuyện tình cảm của Lệ Quyên và tình trẻ Lâm Bảo Châu còn trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều khắp các diễn đàn mạng xã hội. Từng nhận về nhiều tranh cãi nhưng ở hiện tại, Lệ Quyên Lâm Bảo Châu được công chúng hết mực ủng hộ và nhiệt tình đẩy thuyền sau khi rạn nước chuyện tình với doanh nhân đức huy lệ quyên đã tìm được bến đổ mới bên tình trẻ lâm bảo châu